Hai cả nhà, rất mừng đã quay trở lại với kênh của Bóng Bay. Và video ngày hôm nay của tụi mình sẽ là What I Eat In A Day. Bóng nhận được khá là nhiều request của mọi người làm video chủ đề này. Và trước đây thì Bóng có làm một cái video này rồi, và Bóng nhận được khá là nhiều cái phản ứng tích cực của mọi người, cho nên là hôm nay Bóng muốn làm một video tương tự như vậy. Nếu như mà các bạn thích chủ đề này thì tiếp tục theo dõi nha. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu với bữa ăn sáng. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng và sáng nay thì Bóng dậy sớm, Bóng dậy lúc cỡ 6 giờ mấy á. Và Bóng có đi ra ngoài để mà mua donuts cũng như là Starbucks. Bóng có đăng trên Instagram cái công thức để mà mua cái Starbucks kiểu Vietnamese coffee này cho mọi người. Bình thường á, ở Việt Nam thì mua cà phê sữa khá là dễ, nhưng mà ở Mỹ thì không phải chỗ nào cũng bán. Và nếu mà có công thức này và gần nhà bạn có một chỗ Starbucks thì các bạn có thể mua được cà phê giống kiểu Việt Nam. Và ở trên này có 3 shots espresso cũng như là 4 pumps white mocha. Và bình thường Bóng thấy như người chỉ cần 3 pumps thôi, nhưng mà Bóng thích 4 pumps cho nó creamy hơn, nó kiểu nó sữa hơn và nó béo hơn cũng như là nó ngọt hơn một xíu. Vậy là xong rồi, đây là bữa ăn sáng của Bóng. Bóng nói giỡn thôi. Bây giờ thì Bóng sẽ cho mọi người thấy cái donut mà Bóng sẽ chuẩn bị ăn cho bữa ăn sáng ngày hôm nay. Đây đây, trong đây thì Bóng có donut này. Bóng lấy cái gì để bỏ lên cho đẹp. Dạ, yeah. Đây là một trong những loại donut mà Bóng yêu thích nhất, là kiểu cake donut như thế này. Ngoài ra thì Bóng có thêm một cái donut nữa, blueberry, nhưng mà cái này thì Bóng không có ăn. Rồi, đây là bữa ăn sáng của Bóng. Chắc mọi người xem thế thì thấy kiểu ủ, đâu có thấy ăn uống kiểu healthy gì đâu. Nhưng mà thiệt sự là lâu lâu thì Bóng nghĩ là tụi mình nên có những cái ngày gọi là cheat days đó mọi người. Là những ngày mà tụi mình cho phép mình ăn tất cả như mình muốn, không có cần phải restrict, cần phải ăn uống lúc nào cũng healthy. Đặc biệt là với phụ nữ, với con gái nữa thì nên có những bữa ăn như thế này thì sẽ làm cơ thể của mình, những cái hormone của mình nó tốt hơn. Bóng có theo dõi một người mẫu của Victoria's Secret tên là Romy Street. Thì chị này á, trong suốt 9 năm trời là không có tới tháng, tại vì tập luyện quá căng thẳng cũng như là chế độ ăn uống quá khắc nghiệt. Nhưng mà từ tháng 10 năm ngoái là người mẫu này chuyển qua ăn uống kiểu là dễ thở hơn, cho phép mình ăn những cái có nhiều chất béo cũng như là có nhiều đường hơn, thì sau đó thì cơ thể trở nên tốt hơn. Và bây giờ thì gần đây là mới thông báo là có thai rồi, cho nên là Bóng cảm thấy rất là mừng cho chị này. Giờ thì Bóng sẽ cho mọi người xem close up bữa ăn sáng của Bóng. Sáng nay thì Bóng mở con robot để hút bụi, cho nên là để mấy cái ghế này ở trên này. Và có một điều Bóng phát hiện ra đó là ở Mỹ á, người ta không có bán donut vào buổi tối, giống như là tất cả các cửa hàng donut là thường đóng cửa vào lúc cỡ 3-4 giờ chiều. Tại vì với người ta donut là đồ ăn sáng chứ không có phải là tráng miệng như mình. Và cái tiệm donut mà hồi sáng Bóng đi mua á, oh my god, ở tiệm đó có quá trời quá trời quá trời loại donuts ngon luôn. Nhìn cái nào cũng muốn lấy hết. Ngon quá. Cũng lâu lắm rồi mới uống Starbucks lại mọi người, chắc cỡ 3 tháng nay rồi, từ lúc mà work from home rồi không có uống Starbucks. Rồi, đây là bữa sáng của Bóng. Nên thì Bóng sẽ gặp lại mọi người khi mà Bóng ăn trưa nha. Mọi người, lại là Bóng đây. Và bây giờ thì Bóng chuẩn bị ăn trưa. Lúc đầu thì Bóng dự định là sẽ nấu khi đó ăn ở nhà, tại vì ở nhà thì trong tủ lạnh cũng có khá là nhiều thứ để nấu á. Nhưng mà cách đây cỡ 30 phút thì Bóng nhận được điện thoại của boss của Bóng, hỏi là có muốn đi ra ngoài ăn trưa chung với nhau không. Tại vì boss của Bóng mới đi du lịch về, và từ lúc mà work from home đến giờ là Bóng chưa có gặp boss của Bóng chắc cỡ 3 tháng rồi, cho nên là cũng rất là háo hức gặp nhau. Dạ, bây giờ thì sẽ đi ăn và quyết định đi ăn ở một chỗ bán hải sản, tại vì Bóng rất là thích ăn hải sản, sinh ra ở miền biển mà. Và ngoài ra thì boss của Bóng cũng thích chỗ này nữa, cho nên rất là hào hứng. Ở đây thì có rất nhiều cái món ngon luôn, nào là Boboys nè, giống như là bánh mì nhưng mà kiểu Louisiana, hoặc là fish taco, là taco mà với cá cũng ngon. Ngoài ra thì shrimp cocktail nữa, cái nào cũng ngon hết, không biết lựa cái gì. Thôi bây giờ thì Bóng sẽ đi vô trong tiệm và lát nữa thì Bóng sẽ update với mọi người biết là Bóng sẽ ăn cái gì nha. À, và ngoài ra ở Mỹ là bây giờ nhiều nhà hàng cũng đã mở lại rồi, nhưng mà cái giới hạn số lượng người là 25% thôi, bạn phải để trống rồi tới bàn được ăn, cho nên mọi người đứng xa nhau cho nên cũng đỡ lo hơn. Bây giờ thì Bóng sẽ dẫn mọi người vào trong nhà hàng. We'll be right back.
tối rồi và bây giờ thì bóng sẽ làm bữa ăn tối. Hồi trưa lúc mà đi ăn xong giờ trời siêu no, ăn xỉu, bóng ăn hết sạch những cái mà bóng order luôn rồi. Sau đó thì đi về nhà làm việc tiếp. Xong thì tụi bóng có đi hiking. Đi hiking thì khá là vui và thời tiết rất là dễ chịu cho nên bóng rất là thích. Nhưng mà bây giờ thì đói bụng cho nên là giờ thì bóng sẽ làm bữa ăn tối cho ngày hôm nay, tôi làm smoothie. Vậy là đã sau một ngày bóng chia sẻ với mọi người những cái mà bóng ăn. Và như mọi người cũng thấy là mọi người đừng lo nếu mà các bạn bắt đầu một ngày một cách hơi no đi một xíu. Tại vì đến cuối ngày thì bạn vẫn có thể làm cho nó nice lên lại bằng cách là ăn acai bowl giống như bóng. Bây giờ siêu thỏa mãn luôn. Tại vì bây giờ trời nóng, đang mùa hè nữa mà ăn một cái tô như vậy xong cái nó mát. Và như mọi người cũng biết thì acai có rất là nhiều chất tốt, antioxidant đồ này kia giúp cho mình trẻ lâu. Rồi ngoài ra thì dầu nè, xoài với chuối là trái cây là siêu tốt rồi, khỏi cần nói. Nhiều vitamin nữa, nhiều chất potassium nữa. Ngoài ra thì chia seed cũng có nhiều antioxidant luôn. Mấy hạt nếp thì nó nhiều protein. Nên mọi người thấy không, ăn một cái tô như vậy vừa giống ăn kem, vừa giống ăn đồ tráng miệng, vừa mát mẻ mà quá trời cái tốt. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video này. Bóng hẹn gặp mọi người vào video lần sau nha. Và nếu mà các bạn muốn theo dõi thêm về cuộc sống của bóng thì có thể follow bóng trên Facebook và trên Instagram với địa chỉ là The Good Balloon. Rồi, bye bye mọi người. Bóng yêu mọi người rất là nhiều.